Dạ, Thế xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thế xin kính chúc quý ông bà, cô chú cùng anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt tại ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì cái khu vực này là cái khu vực chợ Long Bình nghe cô chú anh chị. Hôm nay không phải là để mình qua mình review chợ mà mình đi thăm cái một hoàn cảnh anh Trường và chị Mỹ. Chị Mỹ chỉ còn lại một cái chân đó cô chú anh chị. Thì hôm trước mình cũng có chia sẻ đến cô chú anh chị là anh điện thoại là nhờ mình là anh chỉ xin một chiếc xe lăn để đẩy chị Mỹ mà thôi. Thì hôm trước mình có qua rồi mình tặng anh một chiếc xe lăn, rồi mình có gửi cái số tiền quỹ của mình đó cho anh. Thì cô chú Mạnh Thường Quân thấy cái hoàn cảnh của anh cũng đáng thương, thì cho nên là Mạnh Thường Quân có gửi cho mình một số tiền. Thì hôm nay thì mình qua tới nhà, đến nhà anh để mình trao tiền cho anh nha cô chú anh chị. Thì hôm nay thì mình cũng vô mình hỏi thăm, mình cũng biết được cái thông tin là cái bệnh của chị hiện giờ rất là nặng cô chú anh chị, cho nên là anh là chuẩn bị những cái hành lý chuẩn bị đi Sài Gòn là để trị bệnh cho chị. Dạ, thì bây giờ là mình đã vô đến nhà của anh Trường rồi nghe cô chú anh chị. Thì mình cũng xin nhắc lại là cái nhà này của anh Trường là được là các cô chú Mạnh Thường Quân là hỗ trợ để các cái nhà này. Thì những cái tượng Phật này đây, bàn thờ này đây thì cũng được là bên Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ cho luôn nha cô chú anh chị. Bàn ghế đồ anh Trường ngồi, đây là anh Hai Kỳ ngồi cũng được cho toàn bộ hết. Thì đây là hôm nãy lúc nãy mình có nhắc là những cái phần đồ này là chuẩn bị là để anh Trường là đi nhập viện cho chị Yến, cho chị Mỹ cô chú anh chị. Để mình hỏi thăm anh Trường coi như thế nào ha cô chú anh chị. Bữa nay tình hình sức khỏe của chị sao rồi anh? Dạ thì cũng hơi mệt hoài hả anh. Với đang hết trơn cái dòng bụng này hả anh, làm là đi điểm rồi. Lắm mệt dữ lắm mà. Con hầu thì mệt, con hầu thì khỏe. Tôi uống thuốc vô thì nó khỏe được tiền 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi thì bắt đầu nó mệt nữa. Rồi vô hỏi đi trên bệnh viện trên thành phố hay là cũng nhà người ta hỗ trợ đi làm Hòa Hảo. Rồi đã ôm hết hồ sơ đi qua bên bệnh viện Nhật Đế, thì bệnh viện Nhật Đế nó kêu nhập viện lại. Thì nói rằng là bây giờ xin về, tại vì điều kiện chưa có, xin về đi bác sĩ nói là một tuần đi rồi lên nói là nhập viện. Nói là dạ, rồi về đây rồi hồi sáng mai này là đi xin giấy chuyển từ Chợ Mới chuyển qua Long Xuyên, rồi Long Xuyên mới chuyển lên thành phố, mình đi từ tiếng chứ mình đi ngang thì mình không có khả năng. Dạ. Dạ. Rồi vợ anh bệnh như vậy rồi con anh nó hay không anh? Dạ hay. Hổm á là anh giúp ba triệu, rồi nó cũng có đem về là 2 triệu, nó ở bên Long Xuyên là 3 ngày. Dạ. Rồi nó nói giờ mẹ bệnh quá à, thôi con về nuôi với ba. Ba mới nói á, em mới nói rằng á, bây giờ á mẹ con đã bệnh không tiền không bạc mần không được, bây giờ con nghĩ nữa, thí dụ bây giờ mình nên ba nuôi ăn một người, con nuôi làm gì không ăn trong đó. Yeah. Bây giờ có mà con đi mần đi, có con ăn rồi con có dư thì cho ba 100, 200, 300 thì được đồng nào á thì cũng tiếp vô lo thuốc cho mẹ con. Chứ bây giờ nếu mà con về đây nữa thì ba người mà một người bệnh mà hai người nuôi vậy là kể như là đường nào cũng rất là khổ. Rồi nó mượn ở trên xưởng chẳng là 2 triệu rưỡi, rồi xưởng nó nói giờ muốn nghỉ á thì giờ mần trừ ta 2 triệu rưỡi đi rồi nghỉ. Rồi nói vậy rồi á là có lẽ là lên bệnh viện thành phố là nhập viện vô là phải kêu nó nghỉ, xin nghỉ khoảng 3 ngày, tại vì mình nên em thì lớp chạy giấy chạy tờ rồi bảo mà gì nữa là không có chạy nữa, là có nói là hãy lên á thì con nghỉ 3 ngày tiếp xong rồi con cũng đi mần lại. Dạ. Mình được bao nhiêu đứa con anh? Dạ em có một đứa một à. Con mình năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 18 hay 19 gì đó, tuổi con ngựa đó. Em nghĩ anh cũng quên quá trần quên rồi anh ơi. Dạ. Rồi cháu nó như vậy rồi nó đi làm tiếp mình là bao nhiêu năm rồi anh? Dạ 3 năm. Ồ vậy là 15 tuổi là cháu bắt đầu đi làm hả? Dạ 15 tuổi là bắt đầu nó đi mần rồi. Là trong cái năm 15 tuổi á là mần một năm như vậy đó là không có tiền. Tại vì người ta nói bây giờ đó lên mần vậy thôi chứ tuổi đó là mần ta cho tiền xài chút đỉnh chứ tiền ăn uống vậy thôi. Dạ. Dạ. Chứ không có, chỉ có là nó cho năm ngoái với năm nay. Dạ.
Dạ. Vậy là cháu lúc mà cháu đó mà có tiền là cháu cũng gửi tiền về cho ba với mẹ ha? Dạ có á. Dạ. Tháng nào nó cũng có gửi 2 triệu không chừng, chịu gửi không chừng, 2 triệu chịu gửi không chừng. Dạ. Đó. Dạ. Dạ, con mình là con trai ha. Dạ con trai. Dạ, như vậy thì cũng đỡ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái tình hình của chị là bắt buộc là phải nhập viện ha? Bác sĩ là kêu là bắt buộc phải nhập viện. Tại vì hiện bây giờ là cái gan á, là nó cái gan như là nó đương đương điều trị bùng phát. Bác sĩ nói là nếu còn cứu được thì phải nhập viện sớm hơn. Anh ơi, nếu mà nó phình lên là không còn cơ hội để cứu chữa được nữa. Dạ. Dạ. Anh biết á, là chị bệnh rất là nhiều không anh? À, chị em nãy á, là em có coi cái hồ sơ là chị dạ. tiểu đường rồi dạ. chị bị gan à, rồi bị mạch gì nhiều lắm ha. Dạ. À, bị gan rồi bị mạch rồi bị tiểu đường rồi bị giảm tiểu cầu rồi bị thiếu kali rồi trào ngược dạ dày rồi rồi lên máu rồi không là cái gì trong cái gì tim nữa đó. Cái gì tim à, tắc nghẽn mạch máu tim họ sẽ nó lên tình sau này nè. Thì tại vì bữa hỏi bác sĩ kêu cho qua bệnh viện tim á để đóng vô là 750 ngàn để làm cái bảo hiểm của người tàn tật, đóng 750 ngàn là khám. Mà thật sự bữa đó em đi là em không có tiền, bên bệnh viện về là hết tiền, nhờ cái người nằm bệnh viện chung mà ta cho được 2 triệu bạc mới lên hòa hảo mới khám lại vậy. Thành cái bây giờ bà mệt hoài nè. Dạ. Tính là bây giờ 5-6 chứng bệnh gì ở trong mình đó, một mình lên. Dạ. Dạ. Thì bây giờ em vô thăm chị được không anh? Dạ được. À, bây giờ mình đi dạ. vô thăm chị nghe cô chú dạ. anh chị. Nó thì cái nhà này từ thiện cắt cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Bề ngang cũng nghe nói cũng 5 mét mấy gì đó. Chạy dài cũng 15-16 mét. Đất thì nhà nước hồi đó bán thiếu cho, tới bây giờ vẫn chưa trả được. Còn cái nhà thì từ thiện cắt. Nó cũng còn từ viện cũng có nói tại vì em ăn chay trường người ta mới cần cắt ta mới cho ghế cho bọng đó. Dạ. Nếu mà như người thường là người cắt người ta không có cho, tại em ăn chay trường là 13 năm rồi. Dạ. Vợ dạ. con mình cũng ăn chay luôn hả anh? Dạ, bà cũng ăn chay mà tại vì bà bệnh nên rồi bác sĩ nói là thật, nó giảm tiểu cầu rồi bác sĩ không cho ăn chay nữa, thành ra buộc lòng phải cho bà ăn mặn lại đặng mà có sức khỏe đặng mà điều trị. Dạ. Dạ. Thì đây là cái ghế mà hôm trước là mình xin của ba em ngủ ngồi đó cô chú chị. Đem qua tới đây đặng là cho anh. Cái ghế này hiện giờ nó có công dụng tốt em không anh? Nhờ cái ghế này đó, em đi thành phố đẩy cũng cái ghế này, em đi bệnh viện Chợ Mới đẩy cũng cái ghế này, tất cả là đi cầu đi rồi là cũng cái ghế, nhờ cái ghế này cũng mang ăn anh nhiều lắm đó. Vậy ha. Là cái ghế này không đó, đi lên thành phố đó, thì đi lên nhánh rồi đi tiểu đi tiện cũng ở trên này rồi mình đi đổ, chứ bởi vì cái nhà tiểu nó xa ra thì em đâu ẩm nổi đâu. Dạ. Đó là nhờ cái này không đó. Dạ. Dạ. Đó. Toàn bộ là nhờ cái ghế đó hết á dạ, ha. Dạ, toàn bộ là nhờ cái ghế này hết trơn. Dạ. Dạ. Thì cái ghế này không quá cảm ơn em mà cảm ơn là ông bác Bảy. Dạ. Là cha của ba em ngủ ngồi. Dạ. Thì chú bác Bảy cô chú anh chị thì cũng có cái tính là cũng chia sẻ, thấy người nào khó khăn hơn thì chia sẻ bớt cho nhau. Dạ. Chứ để ba em ngủ ngồi thì cũng ít có dùng cái này, tại vì ba đứa nó ngồi. Là có cái này thì em bớt xài cái này, tại vì cái đường ruột của ba bây giờ cơ bằng nó diêm nhà đó là đi cầu là không hay, hay dạ. đi là nó đi ra ra thôi. Có cái này thì em đỡ xài cái này lại. Không có tự chủ được ha. Dạ, đi tiểu thì bình thường kêu dạ. mà chỉ có cái đi cầu á. Dạ. Dạ. Thì chị bây giờ chị về từ bữa mà nhập viện tới giờ là chị về chị nằm viện không á ha? Dạ. Rồi. Giờ nằm vậy không? Khi mà bớt mệt á thì ngồi đó, ngồi lên xe đẩy ra trước được dây lá. Rồi nói giờ mệt quá ngồi không nổi nữa thì đẩy trở vô nằm nữa. Dạ. Dạ. Dạ, anh cho phép con mấy này ra. Dạ. Ủa, hôm nay tình hình sức khỏe mình sao rồi chị? Cũng như em say sẵn mà nó đau bụng. À, nó đau bụng. Đau bụng nó mệt ha. Dạ. Nhưng mà mình vẫn biết bình thường vậy hả chị? Dạ. Lúc mà ảnh đi thành phố rồi mình cũng biết là ảnh chở mình đi thành phố rồi ha. Dạ. Mà mình đưa mình mệt mình nói chuyện không nổi thôi ha. Dạ. Dạ. Dạ.
nhờ chiếc xe đỡ ha. Và bây giờ không có chiếc xe chắc là ảnh ẩm chị cũng rất là khó khăn đó. Và khi mà mình thấy ảnh ẩm chỉ lên cái ghế thôi rồi xuống là cũng là khó khăn rồi. Dạ. Còn mình bệnh gì, mình biết mình bệnh gì không chị? Bác sĩ cũng nói cho biết chứ, cho biết rồi thì tinh thần cũng không có được ổn định. À, bác sĩ cho mình biết bệnh luôn ha. Dạ. À, thì cũng rất là tội nghiệp anh Trường nha cô chú anh chị. Vợ bệnh anh rất là lo lắng, nói chung ra là cũng là chạy chừng nào mà hết cái khả năng của mình thôi, đi lên đi xuống đi qua đi lỡ, chạy từ tuyến dưới lên tuyến trên để cho giảm cái chi phí á, do cái hoàn cảnh khó khăn cho nên là ảnh cố gắng giảm chi phí nào được, chút nào đỡ chút nấy, đặng đi trị bệnh cho vợ. Em cũng đơn nhà người ta, vì gì hồi đó được cũng có hộ nghèo, em cũng mới nhà người ta là mang giúp hộ nghèo, mà bây giờ nó nói ta chẳng mà nhất, mà hiện bây giờ mà chưa mà hộ nghèo kịp thì người ta xác nhận cho một cái miếng giấy à. Dạ, để lên thành phố là mới cũng giờ chạy từ sáng bây giờ là người ta nói để người ta giúp cho, mà không kịp thì thứ hai á là người ta gửi cái gì kêu bằng đường bưu điện gì đó là ta gửi thẳng lên trên bệnh viện nhiệt đới cho mình. Dạ dạ dạ. Thôi ảnh cũng lo cho mình cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố lên nha chị. À, đừng có cái gì mà buồn gầu hết á. Dạ. Mình bây giờ mình nói chuyện cũng hơi mệt nữa đó hả chị? Mệt. Dạ, nói chuyện cũng mệt luôn đó ha. Dạ. Thì chỉ còn có một cái chân mà bà nghe cô chú anh chị. Hồi đó thì còn con gái cũng đi làm. Rồi chị làm lò gạch đó. Rồi nó bị ăn luôn mất cái chân của chị. À, thì hai vợ chồng nói chung thì anh Trường cũng thương. Hồi lúc là chị mắc cái chân, là lúc mình cưới chị là chị mắc cái chân rồi hả anh? Em nói thiệt với anh, hồi đó đó là em cũng đi chùa, anh bà cũng đi chùa. Dạ. Rồi con của bà gì bà chết á. Dạ. Em mới đi qua đây đám mừng tần là cũng như đi chùa quen đó. Dạ. Rồi mấy có hai người anh hồi đó, người anh thứ ba còn á, rồi cứ quýnh chữ hoài vậy đó. Quýnh chữ chị á ha. Ừ. Dạ. Rồi nói là sống cảnh này á là sống không nổi. Đó vậy em mới thương, em mới đem á thì đi về sống với em đó. À, tới bây giờ đó, à, hồi đó á, thì cứ nhà nhậu vô thì quýnh chữ á. À, quýnh thì cũng ngồi chứ đâu có đi được, tại vì có em dò đâu có chạy lại. Ai đâu. Nhậu, anh nhậu hả? Không có, anh thứ ba của ạ, anh thứ ba á. À. À, rồi quýnh chữ hoài vậy đó. Rồi em thấy vậy đó thì tội nghiệp á. Rồi mới về là chung sống luôn tới bây giờ là mới có một đứa con một đó. Bác sĩ nói sanh một đứa một thôi chứ không có một đứa thứ hai. Tại vì bé vô hồi đó vô kêu bằng trụ sinh nó quá nhiều đó. Dạ. Dạ. Rồi sanh được một đứa một đó. Dạ. Là tới giờ đó. À, là lúc là hư cái giò này là dùng kháng sinh nó nhiều quá ha. Dạ, dùng dạ. Kháng sinh nó nhiều quá. Dạ. À. À, rất là tội nghiệp hai vợ chồng nha cô dạ. Chú anh chị. À, có một đứa con một nhưng mà mình cũng nghe nói là con anh nó cũng không có được là thông minh như người ta ha anh. Dạ, cũng cũng học 4 5 năm lớp 1 gì đó hả? À, 3 năm lớp 1 rồi tới lớp 2 là cũng 3 năm lớp 2. À, rồi rồi tới lớp 3 lớp 4 thì nó cũng có muốn học học có muốn không không. Rồi nhầm cái con bạn đọc tới đọc lui đọc tới đọc lui hoài đó. Rồi cũng không có thuộc. Rồi thầy cô nói thôi bây giờ á tại vì nó ảnh hưởng hay là mẹ nó chích kháng sinh quá nhiều. Dạ. Rồi nó ảnh hưởng từ đó đó. Rồi kêu bằng cái bác sĩ nó là kêu bằng cái bộ não của nó đó anh. Dạ. Là nó cũng không có được là thông minh như những cái người khác. Dạ. Dạ. Ở giờ đó mẹ nó vô kháng sinh quá chừng nhiều vô kháng sinh, anh gánh nó kêu bằng nó phản ứng cái chất kháng sinh đó, anh cái em bé nó không có được. Dạ. Hồi đó đó bà có bầu nó là bác sĩ là kêu bỏ đi đừng có để. Dạ. Anh nói bây giờ đó mình biết đi chùa thôi, bây giờ phải sao thì chịu vậy. Bác sĩ siêu âm không là hồi xưa siêu âm trắng đen rồi 7 lần siêu âm đó, rồi cứ niệm Phật. Anh nói thôi bây giờ đó phần số vậy thôi, giờ cầu Phật Phật độ cho con có một đứa con sau này cũng nương níu về tuổi già. Dạ. Dạ. Là sao giờ thì nó cũng đỡ chứ nó không có đến đỡ là khờ quá. Dạ. Dạ. Vậy là học được tới lớp 4. Dạ. À, mà bây giờ biết viết chữ không?
À, biết. Không, nó học lần hồi được tới lớp 8. Lớp 8. Dạ, mà đều cũng như là nó không có đi thẳng luôn. Thí dụ á, nó nhức đầu quá là nó nghỉ học nhầm khi tháng, nhầm khi nửa tháng, nhầm khi 10 bữa. Rồi nó bớt nhá, cái cô giáo xuống hỏi giờ con đỡ chưa? Đỡ thì lên đi học. Thì nó lên nó đi học. Rồi khi mà nó nhức đầu quá thì nó cũng nghĩ mà nó lần hồi mà cô giáo cũng còn hoài vậy đó, nó được tới lớp 8. Dạ dạ dạ, dạ vậy dạ, cũng được. Nó mới, nghỉ luôn. Vậy là cũng biết chữ ha. Dạ biết. Dạ. Mà giờ nó đọc chữ là nó cũng như thí dụ chữ gì là nó không có đọc suông mà phải đánh dần ha. Đánh dần. Dạ. Nó đánh dần rồi nó gáp lại từ từ chứ nó không được đọc suông. Dạ thì dạ. Anh với chị có một đứa con cũng là cái nguồn an ủi ha cô chú anh chị. Dạ. Năm nay thì con bé nó cũng 18 tuổi rồi. Chị anh cũng dân cái chỗ này nhầm khi là em ngồi sáng đêm. Dạ. Qua mắt đi tiểu cũng đâu ngồi dậy đi được là phải đi bô nằm. Dạ. Là em ngồi sáng đêm đó. Nó có đêm hôm này á thì đỡ một chút. Nó... Dạ. Dạ. Thì hôm nay á, thì em cũng cố gắng em tranh thủ em qua thăm chị. Dạ. với anh. Tại vì có Mạnh Thường Quân á. Dạ. Có gửi một số tiền. Đặng dạ. Em gỡ luôn cho anh, đặng anh kịp, đặng là đi bệnh viện, đặng là trị bệnh cho chị ha. Dạ. Dạ thì mình cũng xin gỡ cái số tiền cho của anh, cho vợ chồng anh đi bệnh viện luôn nha cô chú anh dạ. Chị. Dạ. Thì vợ chồng anh được nhận số tiền là của anh Tuấn, gỡ cho anh là được là 2 triệu. Mạnh Thùng Quân, giấu tên ở Mỹ, gỡ cho anh là 3 triệu. Thì tổng cộng cái số tiền của anh dạ. Nhận hôm nay là 5 triệu. Dạ. Dạ. Đây anh kiểm tra lại giúp em. Đây là 5 triệu. Dạ. Rồi, anh cảm ơn Mạnh Thùng Quân đi anh. Dạ em cũng xin thành tâm cảm ơn Mạnh Thùng Quân đã giúp đỡ cho em số tiền này. Để mà đi lên tiếng trên trị bệnh cho bà xã em cũng thành tâm cảm ơn đội ơn các nhà Mạnh Thường Quân rất là nhiều. À, em cũng cảm ơn anh ha. Dạ. Cố gắng mình chăm sóc cho vợ mình ha anh. Dạ. Dạ thì một lần nữa thì mình cũng xin là chúc là cô chú anh chị anh cô chú anh chị cùng với là quý khán giả thật nhiều sức khỏe. Thì video của mình hôm nay là đến trao tiền cho vợ chồng anh Trường cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào. Bấm tắt đi.